là chúng tôi rất là đẹp. Đi thì đi được cơ mà, đi sang kia xuống rồi. Suối này to đấy nhở, nước to nhở. Cá thì có. Đây đường xuống thác đây. Đi review cho mọi người xem nhé. Thác này thì đẹp lắm, nước trắng xóa luôn. Hơi giận đấy. Ở gì lại có đường xuống. Bay nước để xin mừng. Đây nó gọi là thác nước khủng đẹp. Và nào mà đi đi phượt thì nhớ lên bản Pa Cư Sáng. Đấy là tôi đi theo con đường mà lúc nãy mình có quay đấy. Đi. Đây, đây là một cái hang nhá mọi người nhá. Để đi vào đây để mình đi lên nhìn thấy thác nhiều lắm. Ui, tuyệt vời. Nó cứ tầng tầng lớp lớp thác xuống rồi nhá. Ở dưới kia như thế. Cái này lên là phải có thác đấy nhỉ? Có thác. Đẹp không? Đâu. Cái này nước hơi mạnh, nếu mà mọi người mà có đến nơi thăm ấy thì tắm ấy thì cũng phải cẩn thận. Nước kia đây thì đi một góc bản của bản Pa Cư Sáng cho mọi người xem. Cho lươn ăn hả em? Ăn con gà. Đây là bản Pa Cư Sáng đấy nhở? Vâng. Đẹp thế. Anh đi quay một tí đã. Đây con suối này, này. Buổi chiều bắt đầu thấy lạnh lạnh rồi đấy. Vì bản này là rất là nhiều rừng cho nên là thời tiết nó mát.
chiều nhiệt độ xuống thấp tí này, nó hơi lạnh lạnh. Không 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 trèo đấy đâu, xuống đi xuống đi. Không trèo nhá, không trèo không trèo không trèo không trèo mấy bạn này, đừng có trèo. Nguyên sinh, mọi người xem này, rừng còn nguyên sinh luôn. Mình sẽ quay tới cam để cho mọi người xem toàn cảnh.